Khu căn hộ Urban Green tọa lạc trên trục đường quốc lộ 13, khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Quy mô dự án Urban Green Thủ Đức gồm 3 block căn hộ cao 23 tầng và shop house khối đế cùng các tiện ích nội khu được phát triển trên khu đất 2 hectare. Hệ thống tiện ích nội khu căn hộ Urban Green Thủ Đức đa dạng và phát triển theo tiêu chuẩn Singapore, hướng đến giá trị sống xanh và mang lại sức khỏe cho cư dân như cà phê, gym, spa. Khu thể dục thể thao, công viên cảnh quan, khu BBQ, cửa hàng tiện lợi. Urban Green là một kiệt tác căn hộ được phát triển bởi tập đoàn KUSTO Home danh tiếng. Sống tại Urban Green, cư dân sẽ tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời cùng gia đình, đắm chìm vào không gian xanh mát với cỏ cây hoa lá cũng những tiện ích cao cấp bậc nhất. Đầu tư dự án Urban Green Thủ Đức là tập đoàn Custo Home. Đây là chủ đầu tư đã phát triển khu dự án đảo Kim Cương tại quận 2 cũ, nay thuộc thành phố Thủ Đức. Tập đoàn Custo chính thức vào Việt Nam từ năm 2005 và hoạt động trong nhiều lĩnh vực như vật liệu xây dựng, năng lượng, dầu mỏ, khí đốt, đầu tư mạo hiểm, bất động sản dân dụng, công nghệ thông tin và nông nghiệp. Hiện nay Custo Home Việt Nam đã có khối tài sản trị giá trên 1 tỷ đô la Mỹ. Nhóm thông tin bất động sản Alo Căn Hộ SG.com. Hãy like và share để ủng hộ chúng mình nha.